Hello anh em và chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thành Di đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Headhunter.io nhé. Một tựa game rất là hay và nếu anh em nào thích cái video này hãy để lại cho mình một like nha. Và nếu view được 500 like ngày mai chúng ta sẽ tập mới nhất của Headhunter.io. Anh em đừng quên là click vào quảng cáo để ủng hộ thêm cho mình, thêm cái động lực để ra thêm những cái video hay hơn nữa trong tương lai nhé. Và anh em có thể qua cái channel thứ hai của mình là channel Mr. Thành để xem thêm những cái video mới nhất về khủng long bạo chúa, về vua hải tặc Luffy và rất nhiều tựa game khác hay hơn nữa. Rồi, chúng ta sẽ vào game nào. Hiện tại thì mình có thể nâng cấp được không? Mình đang có nhân vật Ray, nhân vật Ray hiện tại mình đang dùng đây anh em. Nhân vật kia nhân vật C thôi anh em ạ. Nhân vật này mình có thể mua được này. Ok, nâng cấp Max lên đi. Rồi, nâng cấp 230 máu và speed sẽ là 45 nha anh em. Vũ khí thì sao? Vũ khí hiện tại vẫn đang dùng cái này. Hiện tại vẫn chưa mở được cái kia. Cần phải lên level cao cơ thì mới mở được. Nice skin. Rồi, chém như bùa củi ấy. Chém khỏe vãi đạn luôn anh em ạ. Rồi, ok, lên nào. Ăn máu. Nào. Rồi, tăng đam lên này, Sonic Way, Invisible. Mình gọi là chơi theo kiểu là đánh đam. Không cho ăn máu. Good life. Khỏe thế anh em. Ui ôi, tí mới giết được thằng này này. Thằng này nó có cái chiêu gì mà kinh hoàng thế. Giết được 4 người nữa. Nên nhanh càng nhanh càng tốt anh em ạ. Để chúng ta có thêm những cái đồ mới ấy. Rồi, không cần nhất thiết là phải trụ quá lâu đâu. Hoàn thành xong hai nhiệm vụ ở đây thì được thêm một chút coin. Không để làm gì cả. Chúng ta sẽ có nhân vật Ray. Wow, nhân vật Ray này đẹp đấy anh em ạ. Để chúng ta có thêm vũ khí Legendary ấy anh em. Quả kiếm này, vãi đạn. 52, 60. Speed là 1.2, cái này có 1 thôi. Crit là 17%, crit 10%. Có Vampish nữa cơ. Cái này có vẻ như hơi chậm. Cái này hơi chậm hơn một tí xíu so với cái kia anh em ạ. Máu không cần thiết anh em ơi. Chậm phết. Ui dồi ôi, cái này chậm lắm. Cái này chậm quá. Frostbone đi, đánh cho nhanh anh em ạ. Ui ôi, đấm cho mình phát vỡ mồm luôn này anh em ạ. Ok, từ à, mình dùng cái con kia đã. Không được rồi, không ổn rồi. Dùng cái vũ khí này thấy ngon ngon này. Và nhân vật con này là con này 230, con này khỏe, con này trâu vãi cả đạn à. Phải nói tùy từng con và tùy từng cái loại vũ khí một nha anh em. Mình thích cái này hơn này. Vào đây, ninja. Nào. Bất khả chiến bại này, nhờn với anh à hả? Không được. Máu. Ui ôi, chém. Ui ôi, quả búa đấm thấm thế. Chưa lên cấp anh em ạ. Chúng ta phải lên rank nhanh nhất có thể. Cái này mình thích hơn này. Cái vũ khí nào mà chém càng nhanh càng tốt. Mình thích vũ khí nào chém càng nhanh càng tốt. Mình ghét vũ khí chém chậm. Và con nào nó càng trâu máu càng tốt anh em ạ. Hay là sử dụng nón lá Việt Nam ta. Ok. Ninja này. Killing Spree. Ninja này. Dominating này. Bé nào mà muốn vào đây nữa. Ninja này. Khả năng tăng đam. Ninja này. Ok. Chém như bồ củi luôn anh em. Cái này thích này. Cái này thích thật sự luôn. Chém rất là mạnh. Nó cũng không có nói là quá mạnh đâu nhưng mà cái tốc độ chém của nó hay. Vào đây. Ôi trời ơi. Ok, tưởng khỏe đấy, phải cũng khá khỏe. Định ăn máu à? Thằng này nó cũng định lao vào để ăn máu anh em ạ, không được. Ui, vãi đạn luôn. Đến đây thì phải chết thôi. Cùng nhau chết thôi còn cái gì nữa.
Tăng công. Level 4 ạ. Đâu hết nhở? Né. Khôn thế nhở, khôn này. Khôn với ai? Ai à. Mình đứng thẳng lên mình đánh nhau với nó luôn ạ. Good life. May nhá. Mình giết được nhiều người này thì mình lên cấp cao lắm đây. Theo như mình đoán là như vậy. Mấy con thằng nào đây kìa. Thằng này nó chơi kiểu là né. Ok, bố. Né này. Né bằng mắt. Ôi rồi, hồi máu. Hút lại. Không ngờ mình chém khỏe thế, với cái này 16 mạng rồi anh em ạ. Hôm qua là mình 19 mạng đúng không? Nó là easy game. Bây giờ nên chọn vũ khí nào nó chém nó nhanh ấy. Vậy đã. Khỏe thế thôi, quái đai rồi. Còn bị quay khoảng 3-4 thằng rồi anh em ạ. Không sao, nhưng mà chúng ta sẽ lên rank rất nhanh. Có nhân vật race tiếp theo. Nhưng mà vẫn không có vũ khí nhỉ. Vẫn có cái này rank 7. Nhân vật tiếp theo của chúng ta nó khá là trâu. Speed và khả năng là regen. Xem nào, khi nâng max lên thì sẽ là được 230 và 40 4.0 speed, 7 regen hồi máu à. Hãy chọn thằng này đi. Thằng này nó yếu hơn một xíu về tốc độ. Vãi đạn. Chém chuối vắt chết luôn ạ. Chém nó mất máu. Mình gần chết luôn anh em ạ. Chết rồi, quay đây. Slow chậm quá, chậm, siêu chậm luôn ạ. Có mấy thằng nó tạo khiêng anh em, nó tạo khiêng. Mình hồi máu lại luôn. Chết rồi, quả này nó lao tới khá nhanh, giết được 9 mạng nữa. Quan trọng là mình muốn lên cái rank thôi. Bây giờ không quan trọng là ấy đám đâu. Cái búa này cũng dài vãi đạn luôn anh em ạ. Bây giờ mình rất ghét những cái vũ khí nào mà chậm nhá. Chậm là cực kỳ ghét luôn đấy. Cái kiếm lúc nãy chậm vãi đạn luôn. Chém cái này chém 3 phát, cái kia chém được 2 phát. Chết mày đi. Ok. What the hell? Chết rồi. Né. Với vũ khí này mình khá là tự tin đấy. Dù nó có rất là nhiều cái dòng nữa, dòng chỉ số ẩn nữa, nhưng mà không thích lắm, thằng này hơi chậm. Chết rồi, nó bổ cho như bổ ấy anh em ạ. Bổ chuối ấy. 777 cho nhân vật mới. Chúng ta có búa mới. Với búa thì khá là quen rồi anh em. Quả búa này thì speed nó mắc chậm. Đam nó sẽ 85. Đam phải 60, nhưng mà speed là 1.2 cơ, gấp đôi cơ. Thôi. Thôi nhé. Mình có nhân vật Ray tiếp theo. Con này thì được cái là speed khá nhanh, mà máu yếu quá nhỉ. Máu tí à. Chỉ HP regen và evasion 5%. Chính ra dùng cái thằng này vẫn là ok anh em ạ. Mình không biết là sao nữa, thằng này vẫn là ok, máu nó trâu ấy. Tốc độ. Ôi giời ơi. Master kill vãi đạn luôn ạ. Với cái vũ khí nó chậm như con rùa này. Lần sau đừng có ấy nhá, đừng chơi cái vũ khí ngớ ngẩn đấy nhá. Ôi giời ơi. Chết. Biết ngay là kiểu gì cũng sẽ gọi là die mà. Ơ đừng restart. Trời ơi.
cái này tôi cần đâu, tôi cần một cái gì đó nó khác lạ. Kiếm cái dìu này khỏe vãi đạn luôn anh em, mình thích dìu. Ui bị bleeding anh em ạ, khỏe thật. Lên rank 10 nhá, cố gắng lên rank 10 để lấy vũ khí mới. Tôi cần tốc, tôi cần tốc độ, tôi cần tốc độ thật nhanh. Ưu tiên tốc độ, ưu tiên tốc độ. Ưu tiên tốc độ, tăng khả năng crit, kill crit damage. Cái gì vậy? Các bạn cái gì vậy? Các bạn đánh với tôi à? Không được đâu. Thằng kia nó ăn nó chạy như thằng điên luôn kìa. Frostbone. Kiếp nhờn solo với anh á, không được. Ôi chết rồi. Đống thế nhở, tỉnh dậy cho choáng ạ. Good life. Ôi nó xoay một cái tí mồm luôn ạ. Con này là rank 8 rồi anh em, cố lên nào. Tôi cần cần một cái gì đó nó khác lạ đi. Ok, spring blast này, cái này cũng hay này. Đông đông mình vào giữa mình quật, mình bẩy cái. Để tăng máu lên. Khôn lắm, bây giờ anh khôn lắm rồi. Anh chặn mẹ đầu luôn, các chú đếch vào lấy được luôn. Cái gì đây? Tăng công là búp cả công lên nữa. Chém chuối. Làm cái gì? Tăng attack speed à? Tăng khả năng không cần à? À nó quay mình em ơi. Ui trời ơi, kinh quá, nó quay tôi ạ. Rank 8 có vũ khí mới đúng không? Rank 9 có vũ khí mới ạ. Bây giờ là cái này thì ninja thì yếu lắm. Epic, à thằng này thằng nón lá này anh em. Ái à, nón lá xịn sò vãi đạn. Ghê phết, nón lá Việt Nam. Thực ra nón lá này giống kiểu nón lá của Trung Quốc hơn, nhưng mình thích thằng này. Bổ củi, chuyên ra bổ củi. Mình có evasion nữa, à, sợ vãi cả đạn luôn. Ok, thằng này tăng thêm tí máu là được. Rồi ơi, anh nón lá anh đánh vip vãi đạn luôn. Monster kills ơi, hook này là gì? Hook này choáng luôn, chết luôn ạ. Anh chàng nón lá này, mình đang là tả xung hữu đột giữa bầy một bầy này thôi anh em ạ. Nón lá thì sao? Good life này. Cho em chém choáng luôn ạ. Sợ thật. Good life này. Tăng nhân 2% cái cơ hội crit damage. Ôi giời ơi, choáng rồi. Nhưng mình có mít anh em ạ. Mình có cái chiêu mít rất là khốn. Châu á, cái định giết nó. Đừng. Ôi giời, good life, mình giết được 14 kẻ địch anh em ạ. Quá là kinh hoàng. Và rồi chúng ta sẽ kết thúc anh em nhé. Xin chào và gặp lại anh em trong tập kế tiếp nha. Bye bye.